Xin chào tất cả anh em đang xem clip nhá. Chiều nay Đạt có sang nhà cụ Thơm, hàng xóm, ngồi chơi thì vô tình gặp cả cụ Âu nữa, và hai cụ đang ngồi ăn trầu. Đạt thì biết cụ Âu là người rất thích làm thơ và rất là yêu thơ. Giờ thì Đạt cùng phỏng vấn và nghe thơ của cụ Âu nhá. Cụ Âu năm nay là bao nhiêu tuổi nhỉ? Cụ năm nay là thọ được 91 tuổi. Cụ Thơm là tám mấy nhỉ? Thơm là 88 rồi. 88 đúng không? Đấy, cụ Thơm thì là rất là khoái khẩu là ăn món trầu. Đấy. Cụ Âu cũng thích ăn trầu nhưng mà cụ Âu lại thích cả đọc thơ. Nên là anh em hôm nay sẽ nghe những tác phẩm mà cụ Âu đọc thơ để vừa vui giải trí, vừa là những cái gì để đời cho con cháu, vừa là những cái gì mà nó thuộc những là dòng những là văn học dân gian đấy mọi người nhá. Thì mọi người cùng lắng nghe nhá. Cụ ăn trầu top tép này làm đọc một bài thơ cho nó vui. Thơ riêng điều đấy là kiều hoặc là bà muốn đọc bài thơ gì nó hay nhất của bà, hoặc là bà mới sáng tác, hoặc là bà tâm đắc nhất đấy. Cụ Âu nhiều lắm. Cụ Âu thì đúng là một cây thơ rồi. Sao mà tôi có đi học cũng phải trước cây rồi, tôi lắng tôi này. Bà coi là giàu mà không đi học và vui là học là như lương của ta giác là không đi học. Thế bây giờ bà đi, bà thế mới gọi là cái tài làm thơ có năng khiếu, như là nếu mà mà vậy cụ đọc bài thơ cho cháu xem nào. Ngày trước ông Âu chúc thọ 70. Cụ đọc bài thơ cho mọi người cùng nghe nữa. Có cái nhà bài thì cho những ngày mừng ông chúc thọ 70. Ông Âu nghèo nhất Thọ Lê, đông con vất vả, cứ về khó khăn, hai bên cha mẹ hoàn hồn thành, bảy con hiền lành. Nếu có cái loa cái bát đấy thì mọi người là giai tả rất là giàu cái. Bây giờ công tác ở trong nhà con trai thứ hai, công tác thứ xa cũng ở tỉnh nhà cháu Hưng Yên. Con gái thứ ba Phú Thọ Phúc Yên, con gái thứ tư Chỉ Hiền, cái phố Ba Cây. Con trai thứ năm có cả Thợ Xây, con gái thứ sáu học giỏi hiện nay ở nhà nắm nhiều phẩm với chơi đấy làm sao. Con gái thứ bảy vất vả chợ xa, vất vả đi chợ để mà kiếm ăn, với là ông tuổi thứ hai chục nghìn. Tôi làm về, tôi là chính gốc rồi có ba. Còn bé ở nhà tôi sướng biết bao, cha tôi đi gặp chồng mèo thân tôi biết gặp cơ là nắm bữa ơn đảng ơn bác Hồ. Ngày nay tôi cứ cơm no áo lành, bảy con phải cố gắng học hành, ăn rau ăn cá đành phải đi. Các con đừng có ngại gì, có học biết chữ biết gì nào nên. Giai cả học xong đi làm bộ đội chiến trường đóng ở tỉnh Quảng Ninh 9 năm mới được hoàn thành. Về xong làm xóm kiên làm chữ vui thằng Tây thằng Mỹ rút rồi, cha mẹ một thời yên chí làm ăn. Vâng, đây là lưu truyền lại những cái tác phẩm hay để đời. Có bà Trích ngồi ở đây, chị Châu Trưởng và Vui ngồi giữa, tôi ngồi đằng ngoài và có ông đại diện họ nhà trai, có ông đại diện. Xong góc đất các đại diện tôi mới ở. Tôi kính thưa hai họ, tôi là bà nội của cháu Tuấn này, tôi mới làm ba bài chốc nó về rồi chúng nó cứ ở bà cứ xấu xí thiếu một cái nào đi thằng Mỹ nó bảo là bà Mỹ giờ bà cháu Mỹ rồi. Đọc bài trước là hôm nay ngày tốt tháng lành, hai bên cha mẹ hiền lành xây dựng cho con, công tác con đã làm tròn tháng năm con xin con đầu lòng, ông tốt cho con cháu bồng 100 năm để chặt cho Tuấn ý mỉm cười. Cái bài thứ hai nha, cháu Tuấn cho quê ở Lạc Hồng, hai cháu một lòng xây dựng tương lai, đôi ta hạnh phúc lâu dài, ông tơ đã đi ông rời đã xe, sông sâu biển rộng cứ về, vợ chồng hạnh phúc hướng về tương lai. Thế bài thứ ba thì là vợ nó 30, chồng nó 31, từ hôm nay con về nhà chồng, duyên ưa phận đẹp tỏ lòng mấy ai, thâu đêm chẳng lọ thâu ngày, đó thì con chị đã say tấm lòng. Lửa đêm tới trốn văn phòng, anh cũng đôi thức dậy tấm lòng xin thưa. Thiếp 30 tuổi còn thơ, chàng 31 tuổi cũng vừa đẹp đôi chứ là hai họ cũng tay. Quá hay rồi, đấy làm thơ hay thế gì á. Hai họ vỗ tay cười cứ ầm lên. Thơ là một cái sinh hoạt mà giải trí làm cho nó có nhiều cái kỷ niệm, nó nhiều cái dãi vầy, nó vui vẻ hơn cụ ạ, cho nên các cụ phải làm thơ. Cháu gái rồi. Cái người mà chưa nó ở nhà nó đen xấu với tôi làm cho nó bài người nơi chồng tôi làm nó một bài mà. Tôi chỉ làm cháu gái không làm cháu trai mà. Ông Âu có cháu hưởng đen, cháu ra đến cổng chẳng hèn gì đâu, và cháu còn mãi ăn giàu lanh quanh những ruộng đứng đâu trong nhà, bố cháu bộ đội đóng xa cứ cất công tác gần nhà về luôn,
mẹ ông cháu thủy lợi chạm bơm công tác của nước đi luôn hàng ngày, ông cháu còn phải cày và cháu đi cắt cỏ về cùng hai cháu rồi. Cô vẫn học giỏi ở trường. Thế bây giờ nó lấy chồng tôi lại làm cho một vài cháu hưởng ở xóm ngõ sen, lấy anh Tiến Hiền ở xóm Quang Trung, anh Tiến Thiết Thị Hà Nội Hải Phòng, sinh con đầu lòng được cháu trai, cả nhà sung sướng vui tươi, vợ chồng hạnh phúc rồi đời ấm no. Bây giờ con trai học lớp 8 rồi. Đấy, quá hay chứ gì nữa. Cái chung, chung quan cụ là cứ sống vui, sống khỏe mà sống có ích như này này. Mỗi ngày đọc vài bài thơ cho mọi người nghe, rồi vừa nghe vừa giải trí, vừa đó là cái cuộc sống. Cụ nhá. Ông cháu cổng sắt ở liền đường đi, bố cháu hiền học từ bi, mẹ cháu sức khỏe việc gì cũng xong, mẹ cháu lộn chuyện việc đồng, cháu đi học cho cháu ở trường, cô giáo có tình thương thì cháu học giỏi cả trường cùng khen. Rồi nàng nó một tài nữa là cháu Nhung một ngoan chồng công nhân để có bạn đọc thơ của bà rồi bắt thưởng tiền. Cháu mới nàng cho nó một tài chứ Nhung cứ cười. Một ngoan là trước bữa ăn tay em rửa sạch không lần nào quên, hai ngoan em nhớ liền liền, chân tay không để móng đen móng dài, ba ngoan đối với mọi người nói năng lễ phép vâng lời mẹ cha, bốn ngoan tắm ở giếng nhà kỳ cho sạch két không buồn nghịt nâu, năm ngoan em nhớ lầu lầu sáng dậy rửa mặt chải đầu đánh răng, sáu ngoan ngăn nắp gọn gàng nhanh nhẹn em làm em chả chơi dông, bảy ngoan thầy mẹ làm đồng ở nhà em bế em bồng đàn em, tám ngoan em nhớ cũng thêm quả xanh nước lã tới lên em nhiều, chín ngoan cầu bạn thân yêu cùng nhau học tập tới chiều thi sinh, mười ngoan tấp trách đến trường kính thầy ham học vui lòng mẹ cha thầy giáo kiểm điểm gần xa, mười ngoan không thiếu là em ngoan, thế là một chú chú liền đó. Rất là hay cụ Âu ạ. Cái lúc nào chúc cụ sức khỏe nhiều như thế này nhé, rồi là vui văn nghệ như thế này, cho nó giải trí là được sống lâu hơn. Xin cảm ơn cụ Âu rất là nhiều nhé, chúc cụ nhiều sức khỏe và luôn luôn có những cái sáng tác thơ hay hơn, và cũng chúc cụ Thơm là nhai trầu hàng ngày để có sức khỏe, có sức khỏe cụ nhai trầu cụ nhé. Cảm ơn hai cụ rất là nhiều và cảm ơn tất cả anh em đã vừa xem clip của Đạt Lỗ nhé.